là lúc đầu, từ cái hôm đầu cho đến bây giờ ấy, thì tôi cứ nhắc đi nhắc lại mấy cái điều mà cần thiết. Cái thứ nhất ấy, là cái vấn đề ăn, thì chúng ta phải cố gắng gìn giữ cái cách ăn mà tôi đã hướng dẫn, tức là nhịn ăn từ 8 giờ tối cho đến 12 giờ trưa, và duy trì cái chuyện ăn như vậy là suốt đời. Và cái ăn đó sẽ giúp cho mình tăng cái tuổi thọ. Cái điều quan trọng á, là không ai nói đến, đó là khi mà mình nhịn ăn á, thì cái hiện tượng gọi là mất cái trí nhớ mình nó sẽ phục hồi. Mọi người cứ ghi hết trong cái lời đó tôi nói, về nhà sẽ thấy. Là tại sao nó phục hồi? Là vì khi á, mà mình không ăn á, thì cái chất cetone á, nó nằm trong gan, nó sẽ xuất hiện và nó sẽ nuôi dưỡng gần như 60% cái bộ não của mình, và nó tái cấu trúc lại bộ não của mình nhờ chất cetone. Cái thứ hai nữa là trong khi mà mình đói á, là từ thường thường là đói là từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, nhất là cái giờ đầu thì mình lại ăn không khí. Khi mình ăn không khí á, thì nó đem cái oxy vô nuôi dưỡng trong lúc mà mình đang đói. Thì mọi người biết rồi, oxy á, mà đến đâu á, là bệnh tật tiêu tới đó. Nếu mà ai chịu khó đọc cái tài liệu sẽ thấy rất là rõ cũng cấm nang. Do vậy á, là riêng cái chuyện mà nhịn ăn á, đã giúp cho mình biết bao nhiêu chuyện rồi. Chưa nói tới cái chuyện là 2016 một cái giáo sư của người Nhật á, thì được lãnh giải Nobel y học về vấn đề tự thực bào. Tự thực bào có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà mình đói á, thì cái tế bào khỏe nó sẽ ăn những cái tế bào suy yếu bệnh tật, nó gọi là giọt rác. Và mọi người sẽ thấy một cái điều rất là rõ, ví dụ như mình hồi xưa mình hay bị nổi mấy cái tàn nhang đồ đời ngồi đó, thì mọi người sẽ lần lần mất hết, đó là những cái tế bào xấu tạo thải ra ngoài. Nhưng mà khi mình nhịn ăn á, thì cái tự thực bào nó sẽ ăn hết cái đó. Cái đó là cái điều rất là đặc biệt mà không ai biết tới. Nhưng mà mình á, không có để cho cái tự thực bào đó nó ăn suốt trong cái quá trình mình nhịn ăn, mà mình chỉ nó chỉ ăn trong vòng cái buổi sáng, xong là trưa mình đã ăn bồi dưỡng lại. Cho nên cái nhịn ăn mình gọi là nhịn ăn cách khoảng, chứ không phải là nhịn ăn lâu dài. Nếu mà mình nhịn ăn lâu dài trên 5 ngày, trên 7 ngày thì cái sức khỏe mình nó sẽ bị tổn thương, nếu mà mình không còn đủ dinh dưỡng để bồi lại. Còn cái này trưa mình lại bồi dưỡng lại. Cái đó là cái vấn đề nhịn ăn. Cái vấn đề thứ hai nữa là hút không khí, đây tôi nói luôn trong cái thần nhịn ăn rồi, mọi người hiểu cái điều đó rồi. Và tôi muốn nói thêm cái hút không khí để cho mọi người thấy cái lợi hại nó ở mức độ nào. Rồi trước đây á, là tôi hay bị sợ lạnh lắm. Và tôi lúc mà tôi đi qua bên Pháp á, tôi đến Marseille á, tôi định đi bơi. Thì tôi không dám bơi tại vì ở cái hồ bơi nó lạnh quá. Cái tháng đó là khoảng tháng 6 mà vẫn còn lạnh. Thì cái người bạn của tôi nói á, bây giờ ông chỉ cần hút không khí thôi là ông xuống ông lội không có sao. Nhưng mà trước đó một năm á, là tôi xuống tôi cũng lội vậy, tôi bị bệnh cảm một tuần. Nhưng mà khi á, tôi đứng tôi hốt 30 cái xong á, thì tôi bước xuống dưới nước tôi không còn sợ lạnh nữa. Cái điều đó là cái điều lạ lùng. Và sau đó là tôi tiếp tục hốt trong vòng 2 ngày nữa, thì ổng về Montpellier, thì tôi đi xuống Montpellier tôi gặp ổng. Thì ông bạn tôi ổng kêu tôi đi bộ. Thì một cái điều lạ lùng, vừa tôi đi vừa hớp, cho nên tôi nói mọi người đi bộ mà hớp. Thì cái chân của tôi không còn sưng nữa, mà trước đó tôi đi 2 km là chân của tôi nó sưng lên do tắc cái tĩnh mạch, cái vành tĩnh mạch. Sau đó là tôi đi đến, tôi đi vòng một vòng 5 km mà không có bị. Rồi khi đó tôi đi trở về Monaco, tôi lội hết cái Monaco cả chục km mà cái chân không hề bị sưng. Và tôi vẫn khỏe như thường, chỉ có cái mệt là mình đi nhiều quá thôi. Thì cái điều đó là không bao giờ xảy ra trong đời tôi. Và từ khi
mà tôi thực hiện tới hút không khí đến bây giờ, thực hiện mấy phương pháp tới giờ thì tất cả mọi sự đều tốt lành hết. Đến một cái phần nữa đó là cái chồm đá. Tôi khuyên mọi người đừng có bao giờ quên chồm đá suốt đời. Tôi chồm nay 5 năm rồi. Mà bây giờ ấy, là tôi đi xét nghiệm, tôi đi siêu âm lại ấy, cái gan tôi nó tốt hơn bao giờ cả giờ hết. Cái thứ nhất ấy, là cái gan tôi hồi xưa là bị nhiễm mỡ. Cái gan của tôi ấy, là bị men gan rất cao, nhưng mà tôi không có sao mà làm ổn lại được. Mặc dù tôi vẫn uống thuốc, nhưng mà thực ra cái đó mọi người biết không? Do những cái thuốc tây mình uống đó giờ nó không có làm giảm được. Vậy mà bây giờ gan của tôi hết nhiễm mỡ, men gan hết cao. Một cái điều nữa là quan cực kỳ quan trọng, đó là cái mạch máu này. Hồi xưa tôi bây giờ tôi còn đủ hết những cái xét nghiệm tôi để với siêu âm mạch máu tôi để dành ở trên đó đủ hết trên phòng tôi. Thì tôi bị sơ vữa động mạch mà nó bị tắc cái động mạch cảnh tán 95%. Vậy mà bây giờ đo trở lại bình thường hết. Thành ra là cái bác sĩ Văn ở bên Medic của Hảo, ông không bao giờ tin được cái điều đó nữa. Nhưng mà tôi đưa cho ông coi hết những cái siêu âm mạch máu tôi từ ban đầu ở Bệnh viện Thống Nhất cho đến Medic của Hảo chính ông làm. Và năm vừa rồi mọi người biết không, là tôi đi ba lượt đi làm siêu âm, đi chụp thử máu tất cả ba nơi, ba bệnh viện. Là tại vì tôi không tin rằng là tại sao kết quả nó tốt như vậy. Và cuối cùng ba nơi đều là có kết quả như nhau thì tôi mới tin rằng ở đó là cái phương pháp tôi áp dụng là đúng. Bởi vậy tôi mới có một cái tâm huyết là viết cái cuốn Cẩm Nang để đem đến cho mọi người. Vì mọi người phải hiểu vậy nè, là mình biết mình đừng giấu cho mình mà mình phải đem đến cho mọi người. Có như vậy á thì công đức là mới là đúng là cái công đức. Tôi khuyên mọi người á, là khi mình làm được tốt rồi á, mình phải đem đến hết cho mọi người. Và đừng bao giờ quên một cái điều, đó là làm việc công đức. Nhưng mà trong cái công đức của chúng ta đó thì có hai cái chữ mà cần phải biết, đó là cầu nguyện. Cầu là gì? Cầu là cho tôi được sức khỏe, cầu là gia đình tôi được tốt, thí dụ vậy. Là cái cầu mình là cầu cái gì? Nhưng mà mình đừng có cầu là mình có nhiều tiền rồi buôn bán khá, đừng có vậy đó. Tại vì á, hồi mà Đức Phật mình đi tu á, Đức Phật bỏ hết, không có gì trong tay á. Tức là chỉ là bàn tay trắng để tu làm sao cho mình giải thoát thôi, chứ không có phải là gì tiền. Cho nên mình là những cái người Phật tử, mình cũng không có thể nói với Phật là cho con làm ăn khá giả, không có chuyện đó. Mà chỉ mong rằng con có sức khỏe để con không có làm phiền người khác, con có sức khỏe để con giúp cho những người khác. Thì cái cầu của mình á là phải cái lời cầu chính đáng. Và sau khi mình cầu xong thì mình phải nguyện. Nếu như con mà được ơn trên cho con cái sức khỏe, cho con được mọi chuyện tốt lành, gia đình con tốt đẹp, thì con nguyện sẽ làm gì? Cái này mới quan trọng. Hồi đó giờ không ai nghĩ tới cái chuyện mà phải nguyện làm gì. Nguyện là đem những cái hiểu biết mà mình đã trải qua để mà đem cho mọi người, chỉ cho những người khác. Mình nói cho những người này, mình nói người kia. Và mọi người sẽ thấy một cái câu này. Khi mà mình làm ăn, mình buôn bán, mình đưa cho người ta cái gì đó, thì mình nói ta này nọ quý báo đồ này bên Mỹ về, bên Tây thì về, thì người ta thấy quý. Nhưng khi mình đem cái cục đá mà mình cho người ta là ai cũng coi thường. Và họ sẽ nói mình ngớ ngẩn. Rồi mình kêu họ hớp không khí cho nó mình ngớ ngẩn. Nhưng mà mọi người đừng có bao giờ chán nản. Tại vì khi mà trên cái con đường mà để mà làm sống, làm đạo, làm người á, cái gì mà mình cho người ta mà thiệt là tốt á, không bao giờ ta đón nhận cách dễ dàng đâu. Bởi vì nó rẻ tiền quá, nó không có phải trả một cái giá cao. Thì mình phải trả bằng cái gì? Bằng sự chân thành, bằng cái lòng tốt thật sự của mình. Còn người nào á mà họ nghe được, mà họ làm, mà họ khởi bệnh tốt, đó là cái nghiệp của họ hết rồi. Còn họ còn chưa có làm được điều đó là họ còn cái nghiệp vẫn còn mang nặng, cho nên họ phải chịu bệnh thêm. Cái đó là mọi người phải hiểu vậy, chứ để không có phụ ha. Nhưng mà mình phải đem hết cái lòng mình để giúp cho người ta. Cái cuối cùng nữa là cái nước mà này tôi mới nói. Thì mọi người biết á, là cái nước á, uống của mình cực kỳ quan trọng. Thì cái độ mà kềm với axit á, là phải luôn luôn là trung tính.
thấy không? Thì mọi người biết là lúc cái cách đây 4 năm là tôi mua cái máy căn game ở bên Úc và tôi xách tay đem về đây và tôi uống cho tới bây giờ. Và tôi không có bất ngờ là gì, nó cái hiệu quả nó rất là lớn. Ha, rất là lớn. Và từ cái chuyện ăn uống, từ cái các thứ mà khi có cái kèm vô rồi nó tốt vô cùng. Thì hôm mà tôi ở cái chùa Vĩnh Nghiêm á, thì ông thầy ông mới lấy giá đó, ông cho tôi coi. Thì giá là ông tưới cái nước giá là bằng nước kèm 9.5. Và nó lên rất nhanh nha. Và khi lên tốt rồi đó, thì ông cho cái giá đó bỏ vô trong cái rửa sạch rồi bỏ vô cái bao đó, để vô trong cái tủ lạnh đó, ăn hoài mà lúc nào cũng giòn cũng ngon mà không bao giờ hư. Cái nước kèm nó hay vậy đó. Nhưng mà khi mình nói, mình khen cái nước kèm hay thì ông thầy mới nói, ôi hồi xưa ở quê á, là nhà tôi á, lấy nước vôi á, nước vôi trong á, rồi cũng tưới lên đó, thì nước vôi trong chính là kèm. Mà xưa người ta đâu biết đó. Thấy không? Do đó là cái nước là cực kỳ quan trọng. Và cái người mà làm ra cái nước căn game đó chính là người bên Nhật. Cho nên tại sao tuổi thọ họ sống lâu. Rồi ở bên Đức giờ rồi học trò tôi có một đứa bị ung thư cái vòm họng này. Bây giờ đang điều trị bên đó. Thì cứ mỗi ngày là nó xách mấy cái chai ở trong nó cho lấy mấy lít nước. Mà nước mà căn game á mà độ pH 8.5 về uống hàng ngày. Để mà hỗ trợ thêm cái việc mà chữa ung thư. Rồi mọi người thấy bên Nhật á, họ nói cái nước mà thần diệu này nọ để rửa mặt rồi này nọ, thực ra là nước đó là nước căn gen đó, không có cái gì lạ đó, đó là nước kèm thôi, để rửa cái mặt này, mài rồi vậy thôi. Nè, trở lại vấn đề, mặc dù á là cái căn gen nó tốt như vậy, nhưng mà máy căn gen á vẫn là một cái máy móc làm ra cái nước đó chứ không phải là nước tự nhiên, nhớ điều đó nha. Cho nên mọi người thấy tại sao á là có những cái nơi á, mà ta gọi là dòng nước mà thần diệu để mà cứu đời ở bên Pháp á, thì nó có một cái dùng ở nằm kế biên giới của Pháp với Tây Ban Nha, nó gọi là Lourdes. Thì cái Lourdes là tên Việt Nam dịch ra là Lỗ Đức, thì ta nói có Đức Mẹ xuất hiện đó, đó. Nhưng thiệt ra mọi người biết á, là cái nước đó là gì biết không, là mà ta nói là nước phép thần diệu. Thì bây giờ khoa học người ta đến, người ta thì cũng công nhận là có những người đến đó đều khỏi bệnh, thì mới phát hiện là nước đó là có cái độ kiềm trên 8.5, tức là 8.5, 9.5 tùy theo cái lúc mà bị nước đá vôi mà. Cho nên nó kỳ diệu là, nhưng mà khoa học nó vẫn giải thích được là tại vì nó có kiềm, nó giúp cho người ta tăng cái sức đề kháng, cái sức khỏe nó lên. Cho nên ai uống nước thì đều tốt hết. Rồi bây giờ trở lại, ở trong nước mình á, cũng có một cái dòng nước đó. Thì hồi xưa tôi đi qua ra Bắc á, thì người mình ở đây không biết, nhưng mà ở bên Tây á, nó biết nó đến đó để nó tắm cái nước đó và nó uống cái nước đó, là ở Thanh Thủy. Ở Thanh Thủy cách Hà Nội chỉ có mấy chục km. Và rất là người Tây họ nói họ bị bệnh da liễu, họ bị ghẻ ngứa, rồi lên tắm cái nước đó, rồi uống nước đó, họ khỏi bệnh. Thì cuối cùng mọi người biết nước đó là gì không? Là nước kèm. Tức là nước hay vôi ở trong đó ra. Rồi mình trở lại á, là cái người mà bị ung thư nhiều á, là những người ở thành phố này. Mọi người đi lên trên cái vùng núi, nhất là miền Bắc, là người ta ít có bị ung thư. Là sao biết không? Tại nước đó là nước đã vôi nhiều lắm. Trên cái răng của người Bắc á, hàm răng người ta vững chắc hơn cái người Nam mình. Người Nam mình đó là răng là hư mau lắm, người Bắc không có bị. Chưa nói tới chuyện mà ta biết cách nhuộm răng á, để đen á, để cái hàm răng người ta bền vững. Rồi trong cái đó cái cơ bản chính là vẫn là cái nước vôi. Thì nước vôi chính là nước kiềm chứ không có gì hết. Do đó là ở đây á, thì mình thường mình uống nước á, thì ở đây là tôi dùng cái máy của Kangaroo. Thì họ thử cho mình đàng hoàng hết rồi. Thì máy nó không có giá tới 10 triệu, nhưng mà cái độ pH nó cũng là 8.5. Ha, kèm nó cũng 8.5. Rồi trở lại, nếu mà ai có điều kiện thì mua máy căn gen á, nhưng mà trên 100 triệu. Máy của Úc.
không có cô, cái đó cô Nhật. Nhưng mà có nhiều khi nó là từ bên Mỹ bên đồ đó, nhưng mà tất cả đều của Nhật hết. Mấy cái máy xi căng hen mình xài được không? Cũng được, nếu mà đừng hộp bình đo có thì cũng được. Rồi, xi căng hen. Thế thì như vậy á, là cái máy của xi căng hen thì nó bán cũng 10 triệu, 12, 20 triệu thôi. Thì mà đời. À, thì lấy đời, nhưng mà nếu mà độ pH nó ra cao cũng vẫn là được. Nó có còn hơn không? Còn cái mà mình ai có điều kiện thì mua phải trên 100 triệu nha. Bây giờ cái máy mà căng hen mà mới giờ đó phải trên 100 triệu. Nhưng mà để đánh đổi lại cái sức khỏe là mình phải dùng cái đó. Nhưng mà mọi người nhớ một cái điều nè, cái máy nó làm ra cái nước mà kềm bao giờ cũng hay hơn là mình không dùng nước đó nè. Nhưng mà nó cũng chỉ là nước vô cơ thôi, tức là do máy tạo ra. Thì gần đây á, là tôi mới tìm ra một cái loại cây có thể làm cho một cái nước mà kềm hữu cơ. Và cái cây đó chính là cây mà tôi làm cho mọi người xem đây. Thì cái cây này á, là cái lá của nó rất là đặc biệt. Đây mọi người biết trồng á, tôi vẫn trồng cái lọ này. Mọi người về mà trồng á, là không cần phải cắt bỏ này đó để nó đồng gốc. Mọi người cứ để tọt cái này xuống dưới cái lọ đi. Ha. Cái lọ mình bôi cái lọ nhỏ vậy cũng được. Người nào có điều kiện làm lọ lớn cũng được, không sao. Nhưng mà mình chăm bón cho đầy đủ. Phân bón mình thì mình dùng cái phân bò đó là được, là tốt. Ha. Thì cái này nó đặc biệt có cái gì? Là khi mà nó lên cái này, tại để nó chạy nó ôm nhôm nhất là tại không đủ đất. Này tôi này mới cấy lên. Nó có tên gọi là gì thầy? Cái này là xương sâm. Ha. Và đặc biệt của nó là khi nó lên á thì mọi người cứ cắt ngang á là nó đâm được. Và đừng có để nó cao quá 2 mét nha, dài quá 2 mét nha. Khoảng là 1 mét rưỡi là được rồi, là phải cắt ngang. Và hãy mỗi lần cắt nó đâm được rất nhiều. Và hãy nó cứ ra là mình cứ cắt. Và chỉ cần trong vài tháng ổn định mà nó ra đầy đủ á, thì mọi người sẽ không bao giờ ăn hết. Tức là mình làm nước uống nha, chứ không phải là còn làm xuyên xăm là phải tầm tới 4-5 bụi. Còn nếu mà làm mà nước uống á, thì mọi người chỉ cần mua một bụi này đủ rồi. Và nước uống nó là vậy nè, một ngày mình dùng có 10 lá thôi. Thì 10 lá đó mình bỏ vô cái tô nhỏ đó, mình bỏ chút xíu muối, mình ngâm để cho nó tẩy rửa sạch sẽ trong vòng 5 phút thôi. Rồi lấy ra xong mình bỏ lấy cái lá đó, mình vũ khô, mình bỏ vô cái nước. Nếu mà nước kềm có được kềm căng gen này đó. Rồi nếu mà có nước của kangaroo á thì mình bỏ vô đó 1 lít nước cho 10 lá thôi, không cần nhiều. Rồi mình xay lên. Xay lên xong rồi thì lấy nước đó đổ vô cái bề cái lọ bằng thủy tinh á. Nhưng mà nếu như cái lọ thủy tinh á màu tím thì càng tốt. Hay là màu nâu là càng tốt để cho nó đừng có bị ảnh hưởng của cái ánh sáng mặt trời, ánh đèn nó làm cho cái độ pH nó giảm. Thì mình uống cho tiền thơm để trong cái chỗ ngăn lạnh đi. Rồi mình uống cả ngày cái đó. Thì uống cái đó thì nó là cái độ kềm tự nhiên. Nó sẽ cân bằng cái đồ kềm mà nó mà dinh giữ đồ kềm lâu lắm. Nó không có giống như cái nước mà vô cơ, mà nó là kềm hữu cơ. Và khi mình uống như vậy rồi á, thì đặc biệt con cái là mọi người sẽ thấy mình đi cầu rất dễ dàng. Tại cái có cái sơ của, với cái chất nhớ của cái thằng mà sơn xăm này đó. Do đó là mọi người là cố gắng, nếu mà ở thành phố á, mình mua chừng một túi này thôi. Và mình về mình bỏ vô trong cái mình mua cái lọ dừa vậy thôi, mình làm thì mình lấy cây mình chống lên thì mình làm giờ vòng vòng lên, cứ lên chừng thước rưỡi là mọi người cắt cho tôi cắt ra uống, cắt ra uống, còn cắt xong rồi còn cái nhánh á mình cắt lại mình dâm ra mình trồng rồi mình đem giúp cho người khác nữa. Còn bây giờ bước đầu là tôi phải làm vậy, nhưng mà sau này mọi người làm ra rồi mình đem phát bán ra cho mọi người và chỉ mọi người uống. Ok. Hốp đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823.
Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 083-218-6688 hoặc 0983-581-652.